Đường nhiều biết nè. Này món gà nấu cơ riêng nha các bạn. Keo nào đúng bột ngọt coi chị ha. Này nãy mình mua ngoài chợ, mua nguyên con gà luôn. Này, nước cốt dừa. Với mình ăn kèm này khoai môn à. Khoai môn này như đây chắc cũng nhiều à. 1 ký á. Con gà này thấy cái đùi nhỏ quá ha. Bự cái tay em chặt á. Gà mái sao chân đen ngộ, mới thấy tưởng gà trắng. Nguyên nồi cà ri nè các bạn ơi. Xong rồi nè. Nào mời các bạn nha. Còn. Bánh mì này. Nó thơm thơm mùi bơ. Thì nó giống giống cái bánh mì bự ba mua á. Mà nó không có mè thôi. Bánh mì bự 5.000 ổ á. Mà nó mềm nó xốp hơn bánh này. Ừ. À thấy cũng thơm thơm ngọt ngọt giống giống. Đùi nè. Cái gắn chung đó mua về bầm nhuyễn ra cái xúc bánh chán bánh phồng tôm nè. Ấy sợ. Nướng thì ngon. Gà này đỏ lên gà nõn kìa. Ừ. Dẻ. Quyết cho dẻ chứ gà còn dẻ sao? Dẻ. Dẻ nữa. Chứ tôi quyết mà mẹ cắt mỏng thôi. Tính ngắt bữa về dưới bà Di ông này dành dành với gan anh. Tôi quyết khó nuốt mà nó gà. Tại vì bé sợ quá, mấy lần trước có ăn không? Giờ ăn. Bữa hẳn ăn cũng hết cũng gan luôn á. Thì gì chứ mà có hai ba đứa nít tới là nó ăn như cảm nhận cho anh này ăn đi chỉ với chị có ăn hoài. Mà ăn cái đùi đi. Cái cặp cái gì? Cái cặp.
Có giữ bánh trái nào? Ba trái. Ra mày lấy giật tươi. Giật tươi rồi ba trái. Thằng ba ông nấu đồ ăn mình để mình vừa khô ba trái nữa. Thì là 9 trái hả? Ừ. Đem một bao bự không nào. Ăn rưỡi cho con. Dám ăn không? Dám ăn cái gì? Không ăn da, ăn chân cái gì? Chân có là bạch. Chân gà bánh, chân vịt đau da không? Giờ gà gì chỉ có kho là ngon à. Ừ. Ừ. Thôi, nó bé. Chít ra thì biết. Muốn ngủ gục luôn mà chui lắm chưa làm chít chít ra. Dạ. Ngủ quá nó vậy đó. Đầu mà. Nó gió ít mà nó sấy không á. Chứ không phải như quê mà